Bắt đầu này, câu hỏi đầu tiên, ai là người nóng tính nhất? Dễ đúng không? Ok, chị tiếp. Chị gái của bé. Nhưng mà ai chung cuộc, ai mà bị nhiều câu nhất thì sẽ bốc cái này. Nhưng mà trong cái lúc đấy thì chúng ta sẽ có một cái phần quà nhỏ nhỏ dành cho mọi người. Tại vì là ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ phải giao lưu rất là nhiều, nói chuyện rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ thưởng cho mọi người nước để uống. Quá là hay luôn đúng không ạ? Ôi chị trả lời với con câu uống nước. Nếu mình lên quay, quay đường cảnh đang cơm. Đang mình rét. Mời người. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn thôi. Cảm ơn chương trình, ý là cảm ơn chương trình. Ekip mọi người chuẩn bị chứ anh cũng không. Thì bây giờ mỗi người chọn một ly đi để uống xong rồi để anh cất cái ly ra ngoài. Tại vì 6 ly lận. 6 ly tại vì là hay quá, có một ly có nước tương đó. Xung quanh á. Đông á. Chà. Ủa anh. Có mọi người này. Để dành 3 ly lại còn cho mọi người. Trời ơi, không phải suy nghĩ, lấy đi. Có nước tương đó. Không, không làm gì có nước. Nước tương thì bị thấm thôi em, có gì đâu. Rồi. Không ngửi. Ngửi gì? Lấy ly này. Có gì đó đáng ngờ ở đây. Không nhận được cho người ta. Cuộc sống đừng ngờ vực. Phương em muốn bán em ngờ vực quá Phương. Phương bán em hoài nghi quá Phương. Rồi nha. Hoài nghi. Rồi bây giờ việc của chúng ta là ai mà bị chỉ thì sẽ uống một ngụm. Đó. Cái ly đó. Á chá. Tôi nói mà. Á chá. Cái tay cầm chắc ghê. Cầm không chút do dự, em khoan cái ly này là có thấy cái ấy nha. Không. Mày bố mình thấy nạn một lần rồi. Không. Một cái ly sẽ uống mãi nên mọi người yên tâm. Dạ. Là nếu mà à, không, không có nếu gì. Nước ngon. À, ngon. Sao ta? Nước thanh. Dạ. Ủa? Khai Xuân đi. Ủa em mở hàng đúng hả? Em vừa được chỉ. Ủa để mình xé nhám đi, tại tao có biết luật này gì đâu. Vô câu 1 luôn rồi. Ơi á. Anh đẩy em ra. Mình có chơi ăn chè không anh? Hả? Chơi ăn chè ván nha. Chè là sao? Ok. Thôi được rồi. Được rồi, câu số 2 này. Cảm ơn. Câu 2 là chỉ mày. Ai tiêu xài hoang phí khiến nhóm mất tiền nhiều nhất? Thế bị sao nào? Gì vậy? Đúng rồi, làm gì vậy? Ổn mà không? Bảo không? Delicious. Ngon quá, không nói thành lời. Delicious. Nước đậu đen hả? Delicious. Nói chung là cái ly nước này nó sẽ luôn là một cái bí ẩn dành cho tất cả những người còn lại. Wow. Ok, câu tiếp theo. Câu này dễ này, ai có tính cách sảng nhất? Ai không ấy, không phải mình. Cốt, không phải mình tu cả ly đi. Bây giờ là uống hết ly luôn đi. Chứ bây giờ thật sự cái này không phải là hùa vô ăn hiếp bả. Em mà nó delicious tới mức mà không uống hết một ly được. Phải để dành hả? Nó dâm mày. Nhấp môi. Gì vậy trời? Bé nhấp môi. Dâm mày. Nhấp môi không tính nha. Nhấp môi không tính nha. Rồi. Giỡn rồi, em giỡn rồi. Nước ngon á. Điếp này này. Ai lề mề hay trễ giờ nhất? Mày là mày mà. Cua cái tay vào cái chân bây giờ. Tao luôn cho mày có bao giờ đi trước mà mày có bao giờ đi trước hết. Không, không. Bà là cái người tắm lâu nhất trong cái nhà này, bà là người tắm lâu nhất. Nó là người tắm cuối cùng, luôn luôn phải chờ nhưng đó. Mà, nhưng mà ông tắm cuối cùng là trời ơi, tụi nó. Tại tôi nhường. Ba người nhường. Tôi nhường được chưa? Là tôi được chưa? Càng ngày cái sự thân thiết và khăng khít nó lại càng bền chặt hơn. Dạ. Yeah. Sau chương trình này thì mình phải suy nghĩ lại đội hình của team mình tiếp nữa rồi. Đổi team. Có thể yên tâm, uống hết ly này ta có ly khác nữa. Hèn gì 6 ly lần má ơi. Thôi. Uống xong đi đầu thai. Tiếp nha. Ai lỡ đi lạc vào rừng thì sẽ khó sống nhất. Mày. Chính là ở trong thành phố cũng khó sống rồi. Tại sao? Tại vì ngon. Tại vì ngon. Nhưng ngon á. Nói thiệt, nãy giờ tao uống 4 năm ngụm rồi. Uống hết cả ly rồi nè. Nhấp môi không tính. Delicious. Yeah. Delicious, amazing. Delicious. Delicious. Ngon. Này ngon. Nhấp môi. Nhấp môi á. Rất là delicious. Đâu, em có uống mà. Em có. Theo review của mọi người không?
có cái đào im mồm. Rồi, được chấp nhận nha. Ngon nha. Hình như là mẹ em đang coi livestream á. Chào chị. Chào chị. Chào cô.